Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tổng hợp. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung 6 nữ tướng công an nhân dân Việt Nam hiện nay. 1. Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp. Bà Trần Thị Ngọc Đẹp, tên thường gọi thân mật là Sáu Đẹp, sinh năm 1960 trong một gia đình nghèo ở xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Bà Đẹp tham gia lực lượng công an từ rất sớm, làm chiến sĩ trinh sát. Cả cuộc đời công tác của bà phục vụ trong lực lượng công an nhân dân, giữ các cương vị khác nhau tại công an thành phố Cần Thơ. Cương vị cao nhất là phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ, tham gia và chỉ đạo điều tra phá nhiều vụ án về kinh tế tham nhũng. Năm 2007, khi đang là thượng tá, phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ, bà được điều động bổ nhiệm làm giám đốc sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ. Khi cơ quan này được thành lập, bà được phong cấp bậc hàm thiếu tướng vào tháng 12 năm 2013, tháng 5 năm 2018, được điều động bổ nhiệm làm cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an. Bà được phong cấp bậc hàm trung tướng tháng 11 năm 2018 và là người phụ nữ đầu tiên được phong quân hàm trung tướng trong lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Đầu tháng 5 năm 2020, bà đã nhận quyết định nghỉ hưu của Bộ trưởng Bộ Công an. 2. Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh. Bà Bùi Tuyết Minh sinh năm 1962, quê Hà Tiên, nay là Kiên Giang, hiện đang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Bà là người phụ nữ đầu tiên được phong hàm tướng trong lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Tướng Tuyết Minh được sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng. Bố là ông Bùi Nhất Bình, bí danh Trần Bình hay Mười Bình, mẹ là bà Nguyễn Kim Lựu, bí danh Bảy Hồng, đều là cán bộ cách mạng hoạt động trong căn cứ núi rừng Hà Tiên. Sau khi học xong cấp 3 năm 1981, bà được tuyển làm trinh sát, tích góp nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh chống tội phạm. Đây cũng là thế mạnh giúp bà đậu Đại học An ninh và hoàn thành xuất sắc chương trình học 5 năm. Trở về đơn vị, bà tiếp tục thể hiện năng lực qua nhiều vị trí và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong những năm sau đó, bà lần lượt được bổ nhiệm qua các vị trí công tác như đội phó đội trinh sát ngoại tuyến trực thuộc giám đốc, phó trưởng phòng tham mưu ban chỉ huy an ninh, trưởng phòng công tác chính trị, trưởng phòng tổ chức. Năm 2004, bà được bổ nhiệm làm phó giám đốc công an tỉnh Kiên Giang với cấp hàm thượng tá. Năm 2007, bà được cử tri tín nhiệm vào Quốc hội khóa 12. Đại biểu Quốc hội là công an có tất cả 17 người, bà là nữ đại biểu duy nhất của lực lượng vũ trang khóa 12. Năm 2011, bà được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thăng quân hàm đại tá trước thời hạn 1 năm, thay thế Thiếu tướng Lê Văn Thi, được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Ngày 13 tháng 7 năm 2013, bà được phong hàm Thiếu tướng. Trong sự nghiệp gần 40 năm công tác trong ngành công an, bà có gần 7 năm giữ chức Phó Giám đốc và 9 năm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Đây là điều rất đáng nể trọng, nhất là đối với một phụ nữ. 3. Thiếu tướng Hoàng Thị Thủy. Bà Hoàng Thị Thủy, quê Thanh Hóa, bà là người thứ 3 được phong hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân. Vào năm 2014, tướng Thủy từng đảm nhiệm cương vị như Ủy viên Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ Tổng cục An ninh. Hiện nay, bà đang là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. 4. Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt. Bà Nhữ Thị Minh Nguyệt, quê ở Phổ Yên, Thái Nguyên, bà hiện là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường Bộ Công an. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng, Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt đã từng trải qua các chức vụ khác nhau trong ngành công an, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ của Tổng cục Phòng chống tội phạm, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Hậu cần Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Hậu cần Cảnh sát Chủ tịch Hội Phụ nữ Tổng cục 6 Bộ Công an, Cục trưởng Cục Chính trị Cảnh sát Bộ Công an. Tháng 10 năm 2017, bà được phong cấp hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Bà là 20 phụ nữ công an nhân dân tiêu biểu năm 2015. 5. Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân. Bà Nguyễn Thị Xuân sinh năm 1967, quê Thái Bình. Bà có nhiều năm công tác trong lĩnh vực an ninh tại địa bàn Tây Nguyên, từng là cán bộ trinh sát, phó trưởng phòng an ninh công an tỉnh Đắk Lắk, phó cục trưởng cục an ninh Tây Nguyên, tổng cục an ninh, phó giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk.
tháng 11 năm 2019, khi đang trên cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, bà Nguyễn Thị Xuân được Bộ trưởng Bộ Công an điều động bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an. Tháng 12 năm 2019, bà được thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng Công an Nhân dân. Tháng 4 năm 2020, bà được biệt phái tới công tác tại Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội và giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội khóa 14. 6. Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến. Bà Ngô Thị Hoàng Yến hiện đang là Cục trưởng Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Bộ Công an. Trong quá trình công tác, Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến từng giữ chức Giám đốc Trung tâm Thông tin Quốc gia về tội phạm thuộc Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Cảnh sát Bộ Công an, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an. Bà được phong quân hàm Thiếu tướng vào cuối năm 2019. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.